Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SVTM, từ 9 giờ sáng ngày 4 tháng 2 2012 tại khu Lý Đô Sài Gòn, Sắc Tô, trước nhà hàng Happy Garden, 78 đoàn tham dự diễn hành xuân 2012 đã tề tựu. Dạ, đây là lần đầu tiên và cái sự thành công cho cái diễn hành này là cái sự đoàn kết. Đó là nổi lên được là nếu mà chúng ta có thể đứng chung và thể có thể giúp cho nhau thì chúng ta sẽ thành công. Và đây là một sự hãnh diện cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Đoàn diễn hành đi trên đại lộ Sóc Tinh dài trên 2 mao để đến khu vực hội chợ Tết, được đồng bào chào đón và hoan nghênh. Lá cờ hoa sữa đỏ là muốn đem ra là cho thế giới là cái cờ là cờ tự do. Bữa đây cộng đồng Việt Nam ở Sacramento thì ra đây support. Chúng ta vui mừng được tham dự ngày diễn hành coi như là lớn nhất từ hồi đó tới giờ. Hơn nữa năm nay có rất nhiều cái đặc biệt là có khánh thành cái ngõ Lý Thô Sài Gòn vô Freeway. Từ 12 giờ, hội chợ Tết chính thức khai mạc. Quốc kỳ, tất cả chú ý nghiêm. Sau nghi thức khai mạc, lễ cầu an truyền thống được các vị cao niên thực hiện. Dịp này, các vị dân cử tiểu bang, thị trưởng thành phố Sắc Tô đã có lời chúc xuân và công bố mẫu Lý Đô Sài Gòn sẽ được gắn ở các xa lộ dẫn vào khu vực Lý Đô Sài Gòn, Sắc Tô. Ban tổ chức hội xuân cũng phát động một chiến dịch ký thỉnh nguyện thư giải cứu nhạc sĩ Việt Khang với hai bài hát Anh là ai và Việt Nam tôi đâu mà bị Cộng sản Việt Nam bắt giam. Từ 23 tháng 12 2011, hàng trăm bài hát được phát ra để đồng bào cùng hát. 36 năm qua, dân tộc Việt Nam vẫn còn đang đắm chìm trong khổ nạn dưới sự cai trị của toàn tập đoàn vô thần, vô tổ quốc, vô luân. Chúng đã cố tình tạo ra một xã hội phồn vinh giả tạo, đẩy tuổi trẻ vào con đường tụy lạc, ăn chơi, xì ke, ma túy, quên đi cái nạn nô lệ ngàn năm, để chúng thực hiện cho được cái khế ước bán nước của tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Việt Nam đã bị cầm tù ở tại Việt Nam và chúng tôi hôm nay, Việt Khang là người con yêu của Tổ quốc. Việt Khang, người cha trẻ Việt Nam. Biết ban tổ chức cũng đã có in sẵn những cái bài hát Anh là ai để gửi đến quý vị. Hình ảnh quý vị cùng hát với Việt Khang bài hát Anh là ai để thể hiện cái tấm lòng chúng ta là người Việt ở hải ngoại, chúng ta không bao giờ quên những người ở trong nước còn đang sống dưới chế độ cộng sản. Bé Vi Anh Quỳnh từ Sơn Tây cùng toàn thể ban tổ chức đã hát Anh là ai, tấm hình ảnh đẹp cùng một tiếng nói với Việt Khang và trên 2.000 tấm biểu thư đã được đồng bào ký tên cách nhân văn nhiệt tình. Hội chợ xuân Sắc Tô còn kéo dài đến ngày Chủ nhật 5 tháng 2 2012, nghi lễ tuần trình tự Sắc Tô đã giúp đỡ, chúng ta phải ráng làm sao support bằng mọi cách ủng hộ cho em Việt Khang đó.